Vậy là một năm nữa đã trôi qua, và trước thêm năm mới Tân Sửu 2021, Rấm kính chúc toàn thể gia đình, ba mẹ, anh chị em, cháu chắc, họ hàng nội, ngoại có một năm dồi dào sức khỏe, bình an trong cuộc sống và gặp nhiều điều may mắn. Kính chúc toàn thể anh chị em đồng nghiệp, bạn bè có một năm an khang thịnh vượng. Năm mới!